điều khiển. À, đây là bộ nhông của xe ha. Đây là hãng Đức Địa SG nha. Đây là hàng chính hãng nha, cực kỳ tốt nha, bền nha anh em. Đây là nguồn điện 12V, motor là 550 12V DC ha. 12.000 vòng. Thường thường xài 12.000 vòng sẽ ngon, và 15.000 vòng thì nó nhanh lắm. 12.000 vòng là ok rồi. Đó. Đây ha, bộ của nó. Mình sẽ thay cái nhông hãng chính hãng vô nha. Đây cái hãng dòng WZ nè. Đây là cái nhông mà nhông zin của xe này nha. Đây. Đó. Là motor là 550. Đó thấy không? Cái tốc độ quay của nó là cái 9.000 à. Đó, nó rất là chậm. Mình sẽ thay cái motor này vô cho nó nhanh lên anh em. Chứ motor này nó chậm lắm, chậm nha. Đó. Mình sẽ thay hai bộ này vô nè. Đó. Thay vô xe. Đó, nha. Của mình, dàn xe của mình là nó cho dàn xe của mình là khoảng 60 chiếc, 60 chiếc ha, 60 đến 70 chiếc ha. Mình thay hai cái bộ này vô. Và đây của nó đây. Thay hai cái đầu tơ motor này vô.